lại bản tin ngắn. Ông Ron DeSantis tuyên bố chúng ta đang tìm kiếm một lệnh cấm thẳng thừng đối với việc mua đất của đảng Cộng sản Trung Cộng tại tiểu bang Florida. Trong một lần xuất hiện trong chương trình của Tucker Carlson, thống đốc Ron DeSantis đã thảo luận về cách nhà nước của ông tại tiểu bang dự định sẽ đối phó với những nỗ lực mua đất của Trung Cộng khi bất động sản tiếp tục tăng. Ông cho biết ông có kế hoạch làm việc với cơ quan lập pháp của tiểu bang Florida để đưa ra lệnh cấm thẳng thừng. Vì vậy, trong một những thách thức là Florida, rất nhiều người đang chuyển đến đây nhưng giá bất động sản lại tăng cao. Ở nước ngoài, đặc biệt là Trung Cộng đã mua bất động sản, không giúp được gì cho bất kỳ nước Mỹ, người Mỹ nào. Điều này cũng đang diễn ra tại một số tiểu bang khác. Ý tưởng là đối phó với điều này như thế nào? Đó là câu hỏi của Tucker Carlson, và ông Ron DeSantis trả lời: chúng tôi không muốn đảng Cộng sản Trung Cộng mua đất và rõ ràng họ sẽ không trực tiếp làm điều này. Họ sẽ có những công ty vỏ bọc, vì vậy chúng ta phải có hệ thống xem xét kỹ lưỡng cái vấn đề này. Tại sao chúng ta lại muốn họ mua đất nông nghiệp? Họ có rất ít đất canh tác tại Hoa Kỳ, thậm chí 10 năm trước bây giờ họ có một phần đáng kể. Không nhiều tại Florida nhưng nó một số cái vùng đất nước khác của đất nước chúng ta. Tại sao đảng Cộng sản Trung Cộng lại sở hữu gần khu quân sự hoặc là cơ sở hạ tầng quan trọng? Vì vậy, chúng ta đang tìm kiếm một lệnh cấm thẳng thừng. Và vì vậy, chúng ta đang tìm kiếm cơ quan lập pháp tiểu bang Florida thực hiện điều đó. Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ trong một thế đã trao quyền cho đảng Cộng sản Trung Cộng. Họ nói rằng sẽ kết thúc và Trung Cộng sẽ trở thành một nền dân chủ, nhưng trên thực tế đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước của chúng ta. Tại sao chúng ta muốn họ có nhiều ảnh hưởng đối với xã hội Mỹ với những gì họ đã làm? Không đâu khác là câu chuyện của Hunter Biden và 1.500.000.000 Mỹ kim từ quỹ đầu tư của ngân hàng Trung Cộng. Câu chuyện này càng ngày càng phức tạp. Và đó là câu chuyện ngắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.